Đại bàng hash, loài chim săn mồi lớn nhất từng tồn tại trên trái đất mà có thể bạn chưa biết. Cách đây khoảng 500 năm, trên hòn đảo Nam của New Zealand có một loài chim to lớn và hung dữ thống trị bầu trời. Loài chim này được gọi là đại bàng hash, hay còn có biệt danh Puakai, một cái tên đầy uy lực trong tiếng Maori. Đại bàng hash là loài đại bàng lớn nhất từng được biết đến. Sải cánh của nó có thể dài tới 3,5 mét, tương đương với chiều dài của một chiếc xe hơi và cân nặng từ 12 đến 20 kg. Khi đứng, nó cao hơn một đứa trẻ 10 tuổi. Đại bàng đực thường nhỏ hơn đại bàng cái, trong khi trọng lượng của con cái là 15-20 kg thì con đực chỉ tầm 12-15 kg. Loài đại bàng lớn nhất thế giới còn tồn tại chỉ có kích thước bằng 40% so với đại bàng hash. Từ những so sánh với đại bàng ngày nay, các nhà khoa học khẳng định đại bàng hash có thể săn giết được nhiều loài động vật to lớn như lợn rừng hay howa. Thậm chí, con người cũng có thể trở thành thức ăn của chúng. Với đôi cánh rộng lớn và bộ móng vuốt sắc nhọn, đại bàng hash là một kẻ săn mồi đáng sợ. Nó có thể bay với tốc độ lên tới 80 km/h, vồ lấy con mồi bất ngờ và dũng mãnh. Nạn nhân của nó thường là các loài chim lớn không biết bay như hoa, nặng tới 150 kg. Đại bàng hash thường rình rập con mồi từ trên cao, sau đó lao xuống tấn công với tốc độ chóng mặt. Nó sử dụng móng vuốt sắc nhọn để tóm lấy con mồi, sau đó dùng mỏ to khỏe để xé toạc ra thịt. Mặc dù là kẻ săn mồi đỉnh cao trong môi trường chúng sinh sống, nhưng đại bàng hash đã tuyệt chủng khoảng 500 năm trước. Nguyên nhân chính là do sự xuất hiện của con người. Con người săn bắt đại bàng hash để lấy thức ăn và lông vũ, đồng thời phá hủy môi trường sống của chúng. Ngày nay, đại bàng hash vẫn là một huyền thoại ở New Zealand. Hình ảnh của nó được khắc họa trên các tác phẩm nghệ thuật và được kể lại trong các câu chuyện dân gian. Loài chim này là lời nhắc nhở về sức mạnh của thiên nhiên và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.